Cách trị mụn lưng bằng rau diếp cá hiệu quả nhất tại nhà. Cách trị mụn lưng bằng rau diếp cá hiện nay đã quá quen thuộc với chị em. Bởi vì rau diếp cá là một trong những nguyên liệu thiên nhiên lành tính giúp trị thâm, làm sạch mụn hiệu quả. Sau đây sẽ là gợi ý cho bạn cách trị mụn lưng với rau diếp cá. Dùng rau diếp cá và mật ong. Bên cạnh công dụng tuyệt vời của diếp cá, mật ong cũng là nguyên liệu quen thuộc đối với các chị em yêu làm đẹp. Cách thực hiện: rau diếp cá rửa sạch, xay nhuyễn rồi lọc lấy nước cốt. Thêm khoảng 10ml mật ong vào trộn đều. Đắp hỗn hợp lên vùng lưng bị mụn. Nằm thư giãn khoảng 30 phút rồi rửa sạch lại với nước. Bạn có thể lưu ngay công thức này và thực hiện mỗi ngày để có làn da như mong muốn. Hãy click vào link bên dưới để xem thêm nhiều cách trị mụn lưng từ thiên nhiên nhé.